Đấy, người anh Thủy Phạm hay anh Thúy Phạm gì đấy, em cũng không rõ tên lắm, nhưng mà mình vừa mới nhắn tin với nhau trên Face, giờ em tháo cho anh cái con này ra nhé. Đây thì con này của em thì ở đây nó là 4 dây vào này, và một cái dây rong ra đây là cái dây công tắc này, đây là cơ hình như là công tắc ấy. Cái đài cassette này em ngày xưa em nghịch nhiều, bây giờ em không nghịch mấy, chắc anh là chuyên cassette anh biết. Đây này là dây công tắc ở đây này, đấu ở đây khi cái này bạn anh ấn băng xuống cái này nó chạm vào này, công tắc nó chạm vào thì chắc cái này nó chạy này. Thế thì em cũng chỉ gỡ ra để lại nguyên dây cho anh nhá, em cũng không nghịch cái này đâu, chứ em tháo đài em vẫn để nguyên dây mà. Em gỡ hết dây ra đã, em tháo cái motor ra cho anh. Chưa ra cả, chắc còn mắc ốc ở đâu đấy. Trên motor này nó có ba con ốc ở đầu này, anh về anh bắt được xem có vừa không nhá. Để em tìm chỗ em tháo lốt ra nhá. Rồi, em tháo được cái này ra và em nhổ cái này ra, em nhấc motor ra cho anh nhá. Motor này của em nó là trục nó chỉ có một cái thôi, nếu của anh hai cái anh nhổ này anh thay vào xem nhá. Đây, có nhiều ốc lắm, có chắc là vừa đấy, cho anh nắp vừa, và em nghĩ là chỉ có ba ốc như đây là nhiều lắm. Giờ em sẽ gỡ hết dây ra. Công tắc này, dây này, dây công tắc hết này này. Anh để ý nhá, nếu mà nếu anh có quên ấy, chắc là nếu anh chuyên đàn thì anh nhìn dây anh nhớ lên đây. Hai dây này lại cũng công tắc này, em để đây này. Hai cái dây hồng với trắng này lại công tắc này. Và cái dây xanh này với cả dây xám này lại công tắc này. Đấy. Thì em cứ đưa anh cả cụm dây này nhá. Sao anh không lấy cả cụm này anh? Lấy cả cụm này có phải về nó thao tác có dễ không? Anh lấy mỗi motor à? Cơ nó vẫn ngon mà, con này vẫn chạy được mà, nhưng mà em đã nghe được ông ngoại ông cho mà em mới phá ra. Giờ em gỡ dây công tắc ra cho anh nhá. Dây công tắc này. Rồi, bây giờ em gỡ nó ra. Cái này nó nhiều công tắc thế. Công tắc dã man luôn. Em gỡ hết công tắc ra, đưa hết dây cho anh nhá. Anh về anh làm gì anh làm nhá. Cái công tắc ở đây nữa này. Đây, cái công tắc dây nâu này. Anh để ý em làm nhá. Ra rồi. Hai dây lâu chung một công tắc này. Ai chà. Thiệt bắn cả vào tay. Ai, nóng quá. Công tắc dây xanh này nữa này, nhiều lắm. Với cái bọn đài băng này nó sợ thật. Đấy, công tắc lâu ở đây nữa này.
Rồi em gỡ hết ở đây thì còn lại dây đầu từ thôi. Và cái củ gì đây này. Đấy. Nếu anh có cần cái này thì em để lại, có gì thì bây giờ em đưa lốt nhá. Đây là nguyên cái motor đây. Nguyên motor và cụm dây công tắc của nó đầy ạc luôn. Sợ thật không? Em thít lại cái dây này nhá, anh về anh làm gì anh làm nhá. Đây, xong một con dây riếc em gỡ em thít gọn vào cho anh nhá. Có gì em gửi thì anh đấu dây nào anh đấu nhá. Đây, trên này đây. Cái trục này nó thế sao đấy? Tí nữa em thử cho, để em tháo lốt cái kia nhá. Hơi khác con kia tí để em tháo lốt. Đây, em lại gỡ được cái này rồi một đống đây. Cái gì đây không biết. Không chuyên đài này cũng không biết. Đây có loa này đứt này. Cái này đầu to giống của anh này, giống cái anh gửi ảnh này. Gỡ cái chỗ này ra cái phần nào. Tháo bọn này lâu phết. Trước mình tháo cái đài kia tức ngực. Có tháo cái hệ cơ. Công tắc tiếp này, cái này gỡ công tắc nha. Dây đen dây xanh này là công tắc này. Đấy, anh nhìn ở đây anh biết nhá, có gì anh về anh đấu. Gỡ dây công tắc tiếp. Ra một dây này, dây đỏ ra. Dây xanh nữa này. Cái nào cần phải gỡ đây đem gỡ hết cho anh về anh đấu lại nhá. Hết rồi, còn 2 giây nữa thôi. Nhìn hết rồi, còn mỗi cơ với cả cái đầu đọc thôi. Đầu đọc kiểu này này. Bên này này nếu mà thì em lại để gọn ra, có cần thì em, anh lấy sau nhá. Đây, cơ em vừa tháo hết rồi. Em lại gõ bó gọn cái này vào, dây cho anh.
À, tháo ở đây đã. Cái ốc cao su thì chắc là anh có hết rồi đúng không? Ốc ốc này này, em để lại nhá. Đây hai motor của anh đây. Đây chính là hai motor em chuẩn bị test gửi anh này. Và còn ít hệ cơ nhá, vẫn còn em vẫn còn bung nguyên nhá. Cơ nhìn ngon lắm nhưng mà em không nghịch bọn này. Đây nữa. Gông motor này đây, hệ cơ này nữa đây. Có cần hệ cơ thì bảo em sau. Em để ra bên để em test thử cho anh cái này đã. Cái này chắc test điện gì bây giờ đây? Thôi cứ quay là được anh nhá. Em Đấy, đi em kiếm đã cái kiếm điện được em test cho nó. cái ấy rồi đây. Cái nguồn 5V em thử cho anh nhá. Đây anh thấy chạy chưa? Hồi nãy anh nhìn này. Anh thấy là chạy chưa? Để em dán vào cho anh dễ nhìn nhé. Cuốn cái giấy vào cho dễ nhìn. Đấy nhá. Thử một cái đầu tiên nhá. Cái cuốn giấy này. Đó. Một cái nhá, ok này, em bỏ giấy sang cái khác này. Một cái nhá, ok này. Cái thứ hai này. Cái thứ hai đây. Có chạy anh nhá. Nó rơi giấy ra ngay, chạy nó rơi giấy ra luôn này. Đấy. Nó có chạy. Thử lại cho anh xem này. Tự dưng không chạy thì không bao giờ rơi giấy anh nhìn này. Đó, có chạy nhá, coi như hai cái này ok nhá, em sẽ đóng hàng gửi ship COD cho anh nhá. Ok, cảm ơn anh đã quan tâm theo dõi. Em chào anh.